Xin kính chào tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh Mua Bán Xe Cũ. Em là Trịnh Vũ Thái Hòa, đến từ Auto 88, có địa chỉ cửa hàng tại số 5 đường Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Và ngày hôm nay thì bên em lại về một sản phẩm rất đặc trưng ở bên em. Xin giới thiệu với tất cả mọi người chiếc Peugeot 5008 phiên bản 1.6 Allure, phiên bản cao cấp nhất, sản xuất và đăng ký năm 2020. Xe một chủ từ đầu, chạy 3,6 vạn anh chị nhá, rất đẹp. Đó. Xe thì sản xuất năm 2020, một chủ từ đầu. Mang gốc thành phố nghĩa là mặc định sang tiền Hà Nội sẽ không mất 20 triệu tiền biển. Chiếc 508 này thì em bật bì với anh chị một điều rất là hay là khi form mới tinh bản AL đã được cắt option rồi, không còn loa focal, không còn hai ghế massage nữa, nhưng ở trên form cũ thì vẫn đang còn hoàn toàn anh chị nhá. Tội gì đúng không ạ? Form mới phải lên đến bản GT thì anh em mình mới full option được. Thì trong tầm giá loanh quanh trên 1 tỷ một chút, chiếc Peugeot 5008 2020 cũng là một sự lựa chọn hoàn toàn hợp lý đúng không ạ? Xe thì khoác lên mình màu trắng, có thể nói là màu đẹp nhất của chiếc Peugeot 5008. Xe được trang bị đèn full LED trước sau này, mặt ca lăng dạng sao rơi rất thời thượng. Đó, lốp láp của xe thì vẫn đang còn rất mới luôn anh chị nhá, vẫn đang còn rất mới luôn. Một chiếc xe 5+2, có thể nói là đẹp và sexy nhất phân khúc 5+2 ở thị trường Việt Nam đúng không ạ? Từ ngoại thất cho tới nội thất luôn đi trước thời đại. Đó. Cụm LED sau của chiếc Peugeot 5008 rất to bản, rất to bản. Xe thì được trang bị cốp điện và đá cốp anh chị nhá, cốp điện và đá cốp. Em lại không cầm chìa khóa ở đây. Đó, xe được trang bị cốp điện đá cốp này. Hàng ghế 5+2 của chiếc xe này. Xe thì full lịch sử bảo dưỡng trong hãng anh chị nhá, xe full lịch sử bảo dưỡng trong hãng. Thì mình gấp cái hàng ghế thứ ba lại tạo ra một cái khoang hành lý cũng rất là rộng rãi. Đó, đây là bản full option, bản cao cấp nhất anh chị ạ, bản cao cấp nhất. Nói chung là từ nhựa đen này hay là nước sơn si trên xe thì vẫn đang còn rất là đẹp. Chìa khóa thì tự động mở cửa cũng rất là hay. Nội thất của chiếc xe đẹp tuyệt vời luôn anh chị nhở, quá đẹp luôn rồi. Nhờ hai vị trí, nhờ ghế này, massage hai ghế trước này, ghế chỉnh điện 10 hướng kết hợp bơm lưng này, bốn lên xuống kính thì đều auto này, tablo da pha nỉ cực kỳ chất chơi luôn. Đó, ngoài ra xe được trang bị đèn nội thất ambient light, lẫy chuyển số trên vô lăng, lim giới hạn tốc độ, cruise control, cảnh báo lệch làn, cảnh báo điểm mù. Đó, xe thì mới chỉ chạy 3,2 vạn mai thôi ạ, 3,2 vạn mai. Loa focal của chiếc xe nghe cực kỳ đã luôn anh chị nhá. Đó, cửa sổ trời toàn cảnh. Riêng cái màn hình của chiếc xe vẫn còn chưa bóc ni lông luôn anh chị ạ, vẫn còn chưa bóc ni lông luôn. Ở dưới đây thì xe được trang bị hai cổng sạc này, 5 chế độ lái này, hỗ trợ đổ đèo này, khoanh tay điện tử này, phím gẩy sport, cần số điện tử. Tất cả những phím bấm của chiếc Peugeot 5008 không khác gì ngồi trên du thuyền cả anh chị nhá. Nó rất đẹp, rất hiện đại luôn ạ. Nhìn kiểu nó bị chơi chơi đúng không ạ? Đó, hàng ghế sau của chiếc xe thì rất là rộng rãi, được trang bị thêm cả cửa gió điều hòa ở hàng ghế thứ hai. Đó, và có thể tiến lùi được. Hàng ghế thứ hai này cũng có thể gấp được. Đó, nói chung là cái sản phẩm này là quá đặc trưng bên em rồi. Chắc là em cũng không cần phải nói quá nhiều. Em sẽ quay qua cho anh chị xem khoang máy. Tất cả xe bên em bán ra thì đều cam kết không đâm đụng, không ngập nước. Động cơ hộp số nguyên bản, hồ sơ pháp lý chuẩn và không phạt nguội anh chị nhé. Đây, cái này có mỗi mình em thôi nên là em giữ nắp capo này luôn anh chị ạ. Đấy, anh em thấy hỏa khổ không? Nó nắp capo thì vẫn chưa một lần vặn mở này, chưa một lần vặn mở này. Khoang máy của chiếc xe, tất cả ốc chân máy vẫn đều chưa có vết vặn mở gì cả anh chị nhá. Đó, bên chassis của chiếc xe này, đó, chassis này chưa móp méo, chưa hàn xì gì cả. Đây, em thấy hỏa quay rất chi tiết cho quý anh chị luôn. Khu vực đầu xe này, khu vực hay va chạm nhất này, chưa cong, chưa móp méo một chút nào cả anh chị nhá. Đó, két nước vẫn chưa móp, chưa bị thủng cái lỗ nào cả. Anh chị yên tâm ạ, tất cả xe bên em bán ra thì đều cam kết không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số nguyên bản, hồ sơ pháp lý chuẩn, không phạt nguội và km zin. Hiện tại chiếc Peugeot 5008 phiên bản 1.6 Allure phiên bản cao cấp nhất, sản xuất và đăng ký năm 2020. Đang được Auto 88 trao bán với mức giá vô cùng yêu thương là 1 tỷ 065 triệu đồng. Đó, giá trên thì khi quý anh chị đến trực tiếp tại cửa hàng, bên em vẫn có thể thương lượng và giảm giá cho tất cả quý anh chị.
Chiếc xe này thì bên em vẫn hỗ trợ trả góp ngân hàng lên tới 70% giá trị xe trong vòng 5 năm anh chị nhé. Anh chị có nhu cầu mua xe hãy liên hệ ngay qua số hotline ở trên màn hình 0961408888 hoặc là qua Facebook chính chủ hàng là em Trịnh Vũ Thái Hòa, hoặc là qua kênh TikTok chính thức của bên em là Thái Hòa 88 anh chị nhé. Rất là cảm ơn anh chị đã xem hết video và chúc anh chị có một ngày làm việc thật hiệu quả và tràn đầy niềm vui.